Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Sinh Tồn ở Thế Giới của Những Em Rồng. Và hôm nay đó các bạn thì con mắt ma nè, nó sắp sửa đi gần căn cứ của mình hơn rồi. Càng lúc căn cứ của mình càng trở nên nguy hiểm hơn các bạn. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đã ủng hộ mình ở tập trước, ở tập đầu tiên các bạn. Mình nhận được rất là nhiều like cũng như rất là nhiều bình luận ủng hộ của bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong cái series lần này luôn nha. Và hôm nay đó các bạn thì mình sẽ chế tạo cho mình thật là nhiều mấy cái thuốc gây mê nè các bạn. Mình sẽ chế tạo 20 cái đây để mình làm mấy cái mũi tên các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi vòng vòng khám phá xung quanh mới được, để mình coi có con gì đó dễ bắt ha. Mình bắt mấy con mà làm phương tiện di chuyển các bạn trong những tập đầu tiên thì mới được. Ở tập trước thì mới bắt được mấy em rùa thôi, và sẵn chế tạo thêm mấy cây nỏ luôn các bạn. Rồi bấm một cây ai có sẵn nè, chế tạo luôn một cái luôn. Và em kia thì nó gần sắp tới luôn rồi các bạn, càng lúc nó càng gần hơn nè. Nhìn cái thân hình nó của nó thật là khủng khiếp. Lần này mình sẽ không chọc mấy con rồng như ở tập trước đó bạn. Mấy con phía bên kia nguy hiểm quá, dưới có mấy con Terrobot đó kìa, mà Terrobot không dám tấn công nó cũng không tấn công lại mấy con Terrobot nha. Không sao hết. Và trong này thì đã có được cho mình cái cây nỏ rồi các bạn, nó thì bắt đầu đi xa xa hơn rồi. Dưới đây thì mình có bắt đầu có thêm những cái thuốc gây mê nè, lấy ra luôn để mình chế tạo ra những cái mũi tên luôn các bạn. Mũi tên trong này thì mình sẽ chế tạo được 20 mấy mũi nè, chắc là phải làm thêm một số mũi nữa các bạn, như là 30 mũi tên thường nữa đây đó. Vậy là mình sẽ có được cái vũ khí tầm xa nè, với lại mình sẽ học luôn cái vũ khí tầm gần luôn các bạn, cận chiến luôn đi ăn. Cận chiến bây giờ không biết là mình có chế tạo được cái mã tấu thì chưa được các bạn, level 30 lận. Vậy là mình bây giờ chỉ có thể chế tạo được cái cây spear thôi, cây bay này nè. Cây bay này thì chế tạo đây là quất luôn á. Hôm nay cũng đã có mười tổ trong này thì cũng nấu được 100 mấy cái nữa nè các bạn, bỏ bên đây luôn để dành chế tạo luôn. Sử dụng spear nỏ rồi các kiểu, bola thì cũng đã có đó các bạn. Đi vào mấy em rùa này thì chậm quá, và nó đi vào phía bên kia rồi, cho nên bên đây cũng bắt đầu an toàn hơn. Mình sẽ đi xuống phía bên dưới ha. Phía bên đó thì có con rồng đó, ghê quá, cho nên mình sẽ đi ở hướng phía bên đây thôi. Có Ankylo nè, Ankylo này level 50 nha, level hơi thấp. Rồi đây lại con Tony ở tập trước đó bạn, quỷ Tony có mỏ dài dài của con cá sấu nè. Con này mình đã biết được cái cơ chế hoạt động của nó rồi các bạn. Con này rất là thích ăn những cái xác chết á. Khi mà có xác chết ở gần á, là tốt nhất là mình nên né xa xa nó ra, chứ không nó sẽ nổi điên lên á. Nó tấn công ghê lắm, vô nó cắn xác rồi nó cắn trúng mình là mình chết luôn á. Cho nên là có xác chết thì né nó ra ăn, chứ không nó cuồng nộ lên á. Bên kia có mấy con nữa nè. Hôm nay mình sẽ quẹo ở hướng phía bên đây nè các bạn, khám phá phía bên đây nè. Phía bên kia toàn mấy con rồng không, ghê quá. Qua phía này nó lót lót cái gì á. Bên đây có thêm một con Ankylo nữa nè các bạn. Con Ankylo này thì level có 20 nữa. Quý đằng trước mình thấy có mấy con Raptor vậy, mới thấy hấp hóng nhú nhú cái đầu nó lên á. Không biết phải không anh, hay nhú nhú lên mình cầm sẵn cái bola các bạn, giờ chắc ăn để nó dí mình chạy không kịp luôn á. Mới thấy nhú nhú đầu đó sao sao mấy cục đá này nè. Bên đó căng guru à, đây nó kìa các bạn. Đúng rồi, hàng gì mình thấy nó nhú lên á. Mấy con này mình săn nó luôn mới được. Nó thấy mình rồi. Đúng bola này quần quỷ. Ok, tiếp theo luôn. Ok, xem coi level nó cao không. Rồi, ui level 200 đó các bạn. Còn con phía bên đây thì bắn bỏ bớt con đi. Ok, còn con phía bên đây thì được, mình thu phục nó luôn các bạn. Giết một con, còn một con thì mình sẽ lấy mũi tên ra để mình chuẩn bị hai đạn một cái đi. Ok, bắn cho một phát nè. Ok, trúng các bạn. Trúng nè, đứng xa xa cho chắc ăn. Thêm một phát nữa. Mình sẽ bắt con Raptor làm phương tiện di chuyển trong những tập đầu tiên luôn cũng được các bạn. Bò te trong map này sao thấy nó hiếm quá. Và nó dí mình nè. Rồi, chạy. Câu thời gian để hồi cái bola các bạn. Mình quăng cho nó thêm một cái bola nữa. Đó, với tốc độ của mình hôm nay thì có thể hit and run được với con này đó các bạn. Chạy vòng nè, lòng vòng đẩy pháp với nó luôn. Vòng một cái ăn. Sau đó thì quay bola, rồi dính. Đó, trời ơi, ngon lành. Con này thì level 200 chắc turbo nhiều lắm đây. Đã từ từ gây mê nó mới được. Raptor biết mình chế tạo được yên cửi chưa nữa nè. Mà bắt như đúng rồi nè. Raptor chắc level yêu cầu chắc cũng không cao đâu ha. Xíu, oh my god, không biết có bắn lố đang không nữa.
Và con này thì cần có thịt hả? Chết chưa, không có đem thịt theo. Thịt mình cũng tách ra cho nó hư hết rồi các bạn. Bên đây thì có con này nè. Đây rồi, em này sẽ hiến tế lấy thịt thôi các bạn. Ok, có ngay spy rồi. Đầm tới thôi. Dễ đó. Con này level 20 nhỉ? Trời ơi, dễ. Ok, đào thịt nó luôn. Bây giờ thì kiếm con cừu ở trên sa mạc chắc cũng hơi căng đó anh. Cho nên đành phải sử dụng thịt bình thường thôi chứ biết sao giờ. Ok, bên đây có mấy con đô y nè. À mấy con đô y, đúng rồi đô y. Đô y này thì level 40 nha. Không có cao lắm. Bên đây thì 50 nha. Rồi mấy level thấp thôi à. Bên đây có nước nữa các bạn. Sẵn vào phía bên đây. Ủa cũng có 6 hả? Thôi 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 thôi. Lỡ đã uống nước là coi như là chết mình luôn á. Có cá sấu thì như con cá sấu nhỏ thôi. Bên đây mấy con bọ ha. Nhớ tay không tới chứ nó bay cao quá. Tính bay lên lấy đồ của nó mà không được. Ai bây giờ thì cho nó ăn thôi các bạn. Ăn giật chân, ăn giật chân. Chia cho nó một nửa thôi. Bắt đầu đón nếp vô các bạn. Ui tem minh tăng lên cũng nhanh lắm. Mấy con ăn thịt này tem nhanh lắm. Và Raptor, Raptor. Sẵn thì trong lúc chờ đợi mình sẽ học cái in Raptor luôn. Đây là vào mười mấy thôi à. Được chế tạo trực tiếp cho người của mình cần có da. Da thì mình có đem theo nè. Raptor thì cần có thêm gỗ nữa ha. Ok, gỗ thì dễ. Lấy cây rìu ra luôn các bạn. Sẵn ở đây có mấy cây luôn nè. Chặt luôn, chặt luôn. Farm ít gỗ luôn nha. Vô tình phát hiện là con Raptor cống hiến quá. Vậy là có phương tiện di chuyển đầu tiên rồi. Nhìn lên trên bầu trời thì mình không thấy có con bờ te là xuất hiện gần gần ở đây hết các bạn. Cho nên chắc là sử dụng tạm cái con đi dưới đất đi. Đó, có yên cưỡi luôn. Và 70 mấy % đó bạn. Tem minh hoàn hảo tới tận 99,5%. Vậy là mình không có bắn lố đam rồi. Em nó nằm ngủ nhìn cưng quá vậy. Từ từ em ơi, sắp sửa được cưỡi rồi. Đó, 1.000 mấy máu ha. Chỉ số đam của nó thì chưa có cái ống giảm, bạn chưa có nhìn được á. Chắc là phải đi vòng vòng tìm chỗ nào có cục metal, à cái cục crystal mình đào có được. Bên đây con raptor nãy nè. Thôi thử thịt luôn đi. Để quên sát cái con này luôn ăn. Hỏi là mất công mình đi đánh con ba ba ra. Bên đây bây giờ có kháng là cho nên cũng đỡ nóng hơn rồi. Không như tập đầu tiên á. Ở tập đầu tiên nóng nóng cháy cái kiểu luôn các bạn. Và bây giờ thì lắp yên cửa cho em nó thôi. Đây rồi. Đó, phải như vậy chứ. Có phương tiện di chuyển đầu tiên rồi. Và vừa đi vừa có thể bắn nỏ được cái kiểu nữa. Và chơi con này luôn một phát 60 đam thôi các bạn. Không mạnh lắm đâu. Nhưng mà có phương tiện di chuyển là cũng ok. Thử con này luôn để luyện cấp nè. Chạy sao mà chạy được. Chẳng tới luôn, level 70 luôn á. Ok. Có thêm một ít thịt. Con này chắc phải cho lên chút tốc độ đi rồi. Lên đam luôn các bạn. Cho nó đi săn dễ dàng hơn đó nha. Phía bên đây có mấy con bọ. Mấy con bọ mình sẽ để dành là các bạn. Còn mấy con nhỏ nhỏ vậy nè, mình sẽ thịt nó luôn. Cái chỗ này lên khó lên dữ ha. Đây, thịt nó luôn để luyện level, level 100 luôn hả? Trên này có con này nữa ha. Ok, chơi luôn, chơi luôn. Level bao nhiêu không biết nhưng mà nó hiền lắm cho nên là chơi được. Dĩ heo chi đuổi con mồi lên. Chạy sao mà được mà chạy. Bên kia có con Bala Test nữa. Bala Test được các bạn. Test này để dành sau này làm bàn dịch chuyển được cái kiểu này chứ. Trong giai đoạn đầu này rất là cần luôn á. Có thì xử liền, xử liền. Chạy đi đâu. Ở đâu? Ôi bên kia mình thấy có con gì bay bay vậy. Con này bàn cái con gì đó các bạn. Nó bay bay phía bên này kìa. Nó đang tấn công mấy con đô y hay gì á. Mấy con đô y bị chảy máu là sao, nhìn tua tủa lắm các bạn. Ui, con này không phải con đại bàng các bạn. Hình như là người chim phải không? Oh man. Người chim các bạn. Nó tấn công có khả năng đánh chảy máu hay sao, đang tấn công con đô y kìa. Đô y gần như không tấn công lại được luôn, nhìn tội nghiệp ghê, nó bay ở trên, nó lấy chân nó cào. Người chim, người chim. Ui, không biết có cưỡi được không mấy anh, nhìn thấy hơi nhỏ nhỏ các bạn. Mà thấy lạ quá, chắc là phải bắt quá. Không biết bắt bằng cách nào đây, ui nó dí mình. Không 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 không, đang tấn công đô y. Ghê không, ghê không? Tấn công con đuôi. Ô, chuyển huy tấn công con ba ra luôn các bạn. Con này không biết dễ bắt không nữa. Bay trên nó đá ba ra, mình bắn nó thử một cái bạn. Sao nó bay nhanh dữ á. Ôi, tấn công bị chón luôn nữa các bạn. Mình sẽ chế tạo thêm cái mũi tên nữa đã. Lui 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 một cái bạn. Chế tạo thêm bola với lại thêm mũi tên nữa. Con nó nhỏ nhỏ chắc là tóm bola được á. Bola mình chế tạo được có một cái hả? Do là hết đá rồi. Xuống để mình đào đá một cái. Xuống như này đi. Đào thêm ít đá, chế tạo thêm mớ bola. Với lại chế tạo một mớ cái mũi tên luôn các bạn.
chế tạo thêm 10 mũi đi. Rồi, chặt thêm ít đá nữa. Lấy rìa để mình chặt được nhiều đá hơn nha. Ồ, con nói hay đó, con nói hay đó. Nếu mà cưỡi được nữa thì ngon lắm luôn đó các bạn. Thấy nó hơi nhỏ, mình nghĩ chắc không cưỡi được quá. Rồi, có được bola rồi đó. Thêm 4 cái bola nữa. Do là thiếu thiếu đá. À, không phải thiếu tháp các bạn. Tháp đó thì lên trên này sử dụng tới cây cuốc chim để đào cho được nhiều tháp hơn. Cà lết. Ok. Lấy thêm một ít tháp nữa nha. Lấy thêm ít xương rồng nữa. Và ăn dòng cái đói nữa rồi. Đi nó đói liên tục luôn á. Rồi và bô la cũng 7 trái thì cũng tạm tạm rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì quay trở lại. Mình cưỡi con này để mình quăng bô la luôn các bạn. Cưỡi con này cho an toàn, có gì mình chạy cho nhanh chứ. Mình thì yếu đuối lắm, mong manh lắm. Ở trong những tập đầu tiên này mình yếu lắm, cho nên là phải chơi theo cách là hit and run với nó thôi. Và nó dí đây con kia hả? Ồ, tấn công lung tung lắm các bạn. Mà sao nó không tấn công mình ha? Dính nè. Oh my god, dính. À, người chim các bạn. Wow. Nhìn đeo dây chuyền đồ các kiểu nè các bạn. Mà thấy nguy hiểm quá vậy, đứng gần gần con gấp tơ chút các bạn, có gì mình còn leo lên mình chạy nữa. Không biết bắn xỉu được không đây. Cứ bắn đại đi các bạn. Tới đâu tính tới đó nha. Gấp tơ làm hết hồn dàn quỷ. Đang đứng ngon lành đó 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 đó. Chạy 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 chạy. À. Giọt 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 lại các bạn. Ok, nó bị phân tâm mà, nó bị phân tâm rồi. Bây giờ mình phải chờ đợi cho nó cooldown cái bola ha. Rồi mình quăng tiếp. Ôi. Nó có khả năng hồi máu giống kiểu con ăn gan đó các bạn. Sau khi nó giết xong con mồi nó hồi máu lại. Hay chà, hay vậy. Rồi hit and run để chuẩn bị quăng bola. Cầm sẵn cái bola trong tay các bạn. À, chắc là đồ đó. Đâu rồi. Khó nhìn quá. Ây da. Ây da. Dính nè. Dính không. Dính. Ok, quăng rùa hết sợ luôn á. Ây cha. Tháo bô la ra. Không có đâu, không có chuyện tháo bô la đâu. Người chim mà có cánh đó bạn. Đây là gọi là người nửa chim nè. Không biết khi nào hết hiệu ứng bô la á. Tốt nhất, đặc biệt nhất là phải đứng đây nè. Đó, đứng đây để nạp tới thôi. Còn 9 mũi tên thôi các bạn. Chắc phải chế tạo nhiều nhiều á. Level cũng hơi cao, chắc là cũng nhiều combo lắm. Bỏ chạy rồi hả? Không, quay trở lại kìa. Chế tạo thêm một mớ mũi tên nữa các bạn. Quất hết luôn đi. Được thêm mười mấy mũi nữa nè. Rồi bắt đầu hit and run thôi. Chạy thôi. Dẫn dụ xuống phía bên dưới này luôn các bạn. Bên dưới này hả? Dòng vào phía bên đây đi. Phía bên đây chỉ có mấy con kangaroo thôi cho nên cũng an toàn hơn. Chạy phía bên ngoài luôn. Càng gần căn cứ càng tốt các bạn. Rồi quay trở lại. Dạ. Nghe tiếng hả? Raptor của mình nó tăng được. Chặn đường nè. Dính nè. Hụt rồi. Ây da, bị gì á? Ồ, bị chảy máu nữa các bạn. À, dính hiệu ứng chảy máu rồi nè. À, phía bên kia nó đánh cho một cái chảy máu. Raptor của mình nhìn tội nghiệp quá. Máu me tua tủa luôn rồi. Dính nè, hụt rồi. Hồi nãy quăng rùa được chúng mấy cái mà giờ hết chúng rồi các bạn. Rồi xong luôn rồi, thôi chạy. Đánh đau quá. Dạ, chạy cho nó bình tĩnh lại cái đã. Ủa sao dính bao la rồi? Ủa, bị gì vậy? Oh no. Oh my god. Ủa cái bao la đó đâu? Nó bay trúng các bạn. Ảo ma vậy. Trời ơi, cái bô la như bay lên tốt có phía gian rớt xuống chúng hay sao đó các bạn. Rùa thiệt chứ, cái này gọi là siêu rùa luôn á. Chùm rùa luôn rồi. Đại rồi. Canh mình e lên mình chạy liền nha. Quay về phía bên đây và giọt liền nè. Dạ con này. Ây da. Lan. Thả nhiều các bạn. Hit and run. Ôi cha, ây cha, lách qua những cục đá để mình cắt đuôi các bạn cho con này của mình nó hồi máu lại chứ không nó chết luôn á, chảy máu ghê quá vậy. Ok, nó dí tới luôn các bạn. Bởi vì nó cay mình rồi nó dí tới luôn kìa. Trời ơi, không biết có bắn tiểu được không mà bắn hoài không thấy chi nhơi. Rồi chạy cũng không được luôn đó mà. Ra không cắt đuôi được á, chắc phải vòng vòng ở chỗ mấy con này đó bạn cho nó đổi mục tiêu đi á.
Đây, vòng 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 nó không đổi mục tiêu luôn á, tấn công mình bằng được luôn mà. Chắc phải cho con Raptor lên chút tốc độ nữa. Bơm bơm vô, bơm vô. Chạy 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 đi Raptor, chạy đi. Oh no, chạy đi, đứng đây hoài vậy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, nâng điểm cho nó cả buổi nó mới chịu chạy các bạn. Bắt đầu xa hơn, xa hơn, xa hơn né. Cắt đuôi xa xa một chút. Đúng rồi, Raptor ơi, cố lên em ơi. Đúng rồi, nó quên rồi đúng không bạn. Ok, ok. Ây da. Ây da, ăn vô, ăn vô, ăn vô, vô máu tuột xuống kìa. Oh my god. Ây da, hết hiệu ứng các bạn. Ổng chưa, ổng chưa, ổng chưa. Nó phía bên kia thôi các bạn. Bây giờ phải về để lấy thêm cái phần thuốc nữa ha. Chế tạo thêm mũi tên nữa các bạn. Chế tạo thêm một mớ mũi tên đi. Chuyển thêm một mớ. Rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi. Ây da, bị chón nữa các bạn. Oh my god, dẫn nó về căn cứ là tự quỷ nữa không được. Xa xa ra, xa xa ra. Oh my god, còn ỉa nữa. Oh. Nó gấp mình lên nữa các bạn. Ây da, con này có nhiều kỹ năng quá vậy. Ôi ôi, nó gấp mình lên nữa. Hay vậy, hay vậy. Vậy là con nó có thể gấp mình lên được. Có khi là mình cưỡi nó là nó sẽ gấp mình không ta. Chắc vậy rồi. Rồi chạy xa xa đi ha. Kinh nghiệm nãy chạy xa xa ra một cái. Cho nó hồi phục máu lại các bạn. À đây rồi. Ok, còn bao nhiêu mũi thì bắn đại bấy nhiêu mũi đi các bạn. Ra lệnh cho con Raptor chạy bên trước chút nè, chờ đợi mình. Mình bắn vài mũi cái rồi mình bỏ lên xe mình giọt lên các bạn. Lên xe thì boy Raptor mình giọt về nhà để mình chế tạo thêm. Một mũi nữa nè, cố gắng thêm một mũi nữa đi. Raptor đây phải không? Rồi chạy 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 chạy. Chạy trước thì mọi thứ quá muộn. Nó mà dí mình là chạy khó lắm. Cho nên phải về trước đi ăn. Về chế tạo thêm một mớ cái narcotic nữa rồi quay trở lại. Rồi phải thu phục cho bằng được con đó. Cố gắng trong tập ngày hôm nay. Rồi con quỷ rồng mắt ma sao nó lại gần căn cứ của mình nữa rồi nè. Đó đó, nó bắt đầu xu hướng qua phía bên đây đó các bạn. Căn cứ của mình bắt đầu lâm le nguy hiểm hơn nữa rồi. Kể đi. Tập trung rồi đi. Số tới thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Bấm nhìn 20 cái nữa. Bô lao bây giờ không sợ thiếu ăn. Chỉ sợ thiếu mấy mũi tên nữa thôi. Bấm thêm nha. Bấm thêm, bấm thêm, bấm thêm vô. Ồ, xuất hiện một con Raptor Pet đó các bạn. Ây da. Raptor này level nhiêu đây? Ôi, level có 12 thôi các bạn. Trời ơi, lấy vô mạch điện cống hiến quá. Có mấy em cống hiến nhiệt cưng ghê á. Và hồi nãy là mình nhớ là đâu đó phía bên này thôi các bạn. Nó phía bên này, à thấy rồi, xa xa, đằng xa xa, đằng kia kìa. Nó đang bay, 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 bay. Ok. Trên con này mình quăng bô la luôn các bạn. Con này quăng bô la được mà. Hơi khó nhìn một chút thôi. Ít chết chết chết, quăng trúng con kia rồi. Cao lên một chút nè. Không được rồi. Cao lên một chút nữa nè. Trúng nè, ok, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Và mấy con kia thì đang bị tua tủa máu hả? Chết rồi, nó bị hai con đánh cùng một lúc luôn các bạn. Oh no. Hy vọng là em nó không chết nha. Mấy con này không biết level cao không đây. Chắc mình sẽ sử dụng Raptor để giải thoát cho nó chứ. Không có chết, uổng lắm. Đó đây, mình sẽ đánh phụ các bạn. Ok, được một con rồi đó. Giảm bớt một số đam. Con này thì level 20 hả? Đánh được, đánh được, đánh được. Rồi, bây giờ phải giải cứu cho em nó nữa chứ. Bola chỗ này hơi sai sai mà nó xảy ra rồi, nó xảy ra rồi. Chạy thôi cho nó ăn hồi máu lại. Nó mà ăn xác là nó sẽ hồi máu trở lại thôi. Rồi, ngồi đây và ngư ông đắc lợi thôi các bạn. Nè ha ha. Cho nó ăn con Ankylo đó luôn đi. Mình sẽ cưỡi con Raptor lại gần gần chút. Đây rồi, xây đầu xe chuẩn bị sẵn các bạn. Đó. Đó, hồi máu, hồi máu. Cô la nè. Ây da, vậy mà cũng gì dính một cái ha. Cố gắng nó đá cho mình được một cái mà. Và ăn hồi máu cái. Rồi, đã tới luôn. À, ui con này là con cái các bạn. Nó đeo dây chuyền đồ các kiểu ở trên người các bạn. Nhìn vào có chữ nha. Chân của nó là chân của con chim nè. Có cánh của con chim nha. Chỉ có gương mặt với là thân hình, hình dáng là của con người thôi à. Trên có lông chim đó. Rồi đứng gần gần chỗ này xác. Có biến là mình giọt liền. Rồi ok, giọt 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 giọt. Và hai đạn phát luôn. Chạy thật nhanh. Ôi Varatet nữa nè. Hình như nó không dí theo mình các bạn. Được, 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 được. Cái nón của mình bay mất tiêu luôn rồi. Và nó bay lên tuốt phía bên trên kia. Ôi, lên tuốt trên núi luôn rồi. Oh no.
bay đâu xa chứ nhảy lên trên đó luôn rồi. Lên trên đó nó đánh cái gì trên đó đó. Rồi làm sao bây giờ? Sao mà mình lên trên đó được? Chắc là có con đường vòng lên trên đó ăn. Bên đây mình có đường lên không? Mình lên trên đó mới được. Mất đi cái nón bắt đầu cảm thấy hơi nóng hơn một chút rồi đó. À, phía bên đây mình như đường lên nè. À, đây 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 có đường lên đó bạn, hên quá. Phía bên đây có đường lên luôn á. Con này chắc phải cộng thêm một chút tốc độ đấy bạn. Hồi nãy bị nó dí chạy sấp mặt luôn, chạy không kịp luôn mà với tốc độ bay của nó khủng khiếp quá. Nhảy múa lâu quá vậy. Rồi bây giờ thì lên. À, Raptor hả? Chơi luôn các bạn. Raptor luôn 100 nè, cộng thể đối thủ rồi chơi luôn. Luyện cấp luôn. À, có một con thiếu trong kia nữa hả? Hàng gì có hiệu ứng bầy đàn là phải. Ăn thịt luôn, chơi luôn. Con này level 10 hả? Trời ơi, quá là đơn giản. Thật luôn nè. Rồi cộng thêm một chút tốc độ nữa các bạn. Mấy em Raptor này cống hiến quá. Nãy mình thấy nó trên này. Trên này có cái chữ của con gì nè, hình như con siêu boss gì đó. Có nổi trái tim nữa hả? Rồi bên đây thì đâu rồi? Trên này có mấy con chim đánh chón thôi à. Bộ ôi con mắt ma các bạn. Nó ngay phía bên đây à. Bên kia thì có con bọ cạp gì đó nhìn bự lắm. Còn con đại bàng. Con chim này, người chim mấy đâu mất tiêu rồi. Cái này có con hổng lòng chứa nước nè các bạn. Mà không thấy nó đâu hết à. Mình thấy nó rồi các bạn. Nó tuốt ở phía bên dưới này nè. Mình đang đi bằng chính đôi chân của mình luôn. Nó bay nhanh lắm. Hình như turbo nó tăng cao quá hay sao các bạn. Nó bắt đầu bỏ chạy à. Nó lên tuốt ở trên nó luôn rồi kìa. Nhưng mà bắt đầu hạ cánh rồi. Đây rồi. Đúng rồi, xuống đây cưng. Xuống đây thằng quỷ. Ebola nè, dính. Ok. Gầm gú cái gì, gầm gú. Raptor của mình để sẵn cái bên các bạn. Đứng xa xa ra nha. Lần này chắc chắn là nó sắp xỉu nè. Thấy nó chạy kỳ lắm. Tuốt ở phía bên bển đó các bạn. Trời ơi, lên trên núi tìm nó xong rồi. Sau đó thì không thấy đâu hết. Xuống phía bên dưới này. Đi lăn quăng cả buổi. Nó thấy nó đây nè. Bài hành tung khó hiểu lắm. Sắp sửa nó chảy ra hay gì nó bắn quá trời bắn không thấy nó chịu nữa không. Ở đây rồi chảy. Ô lại tiếp bỏ chạy rồi các bạn. Vậy là turbo nó tăng cao có vấn đề với cái turbo rồi. Sắp sửa trở thành đệ tử của mình rồi các bạn. Đó bắt đầu nó điên cuồng nó xoay vòng vòng trong nhầm bị ngáo rồi. Phải chờ đợi nó cũng đang cái bô la cái đã. À xỉu rồi. Oh my god. Nó bay vòng tự động lăn ra xỉu các bạn. Có vấn đề với turbo mà. Con này bây giờ thì có thịt nha. Bây giờ tìm thịt đùi. Thử thịt này trước cái đã. Thử xem coi con này là thuộc dạng chim chắc là thấy nó hổ báo lắm chắc ăn thịt rồi. À đúng rồi nè, đó tem minh bắt đầu nè. Bắt đầu hoạt động đó các bạn. Dần dần sẽ tăng lên ha. Trong lúc đó thì mình sẽ đánh dấu nó lại luôn đi. Ok, đi xung quanh xem có con nào có thịt đùi không. Mình xin ít thịt đùi của nó mới được. Con khủng long chứa nước này hình như không có thịt đùi đúng không các bạn. Mình chưa đánh hạ con này luôn á. Xem qua level bao nhiêu đi. 30 hả, chắc là được các bạn. Chắc là thử được đó. Xem con này có thịt đùi không nha. Level 30 dễ ăn mà. Khủng long chứa nước này thuộc dạng cũng yếu chứ không mạnh lắm đâu. Đây rồi. Thịt bình thường thôi à, không có thịt đùi rồi. Nãy mình thấy có con Baratet dưới này nữa. Đây. Cống hiến đi thằng quỷ. À, lấy thêm một ít mạch điện nữa. Level có 24 rồi hả? Có thêm một ít mạch điện nữa nè. Bên đây có xác mấy con Ankylo đó nè. Nãy đánh xong chưa có lụm xác nữa là nó bay mất tiêu à. Thịt luôn. Rồi cộng thêm, trời lên được có một cấp nữa thôi hả? Lên cấp lâu ghê luôn á. Dưới này bây giờ không thấy có con Baranto nữa hết á. Có Baranto mình thịt, mình lấy thịt đùi ngon quá. Map lần này mấy con Baranto, mấy con bò te rồi đó. Phím ghê. Nghe tiếng á, đây. Nghe tiếng xẹt xè các bạn, trời ơi đi nghe con nghe tiếng xẹt xè. Con rắn. Oh my god, ngon vậy. Được thêm một ít nữa nè. Thịt đùi. Con rắn thì có thịt đùi nha, ảo ma lắm. Đây có túi đồ, độc của con rắn nè. Ui, vẫn còn. Raptor. Oh my god. Đồng bọn của nó các bạn, chơi luôn. À, level như cũng level 10 phải không? À, level 30 lận các bạn. Hai con cùng một lúc luôn chứ, xém cho nó mình xỉu luôn rồi. Quay trở lại, 33,3% rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ phải cho nó ăn cái thịt đùi nè. Đó, chuyển sang ăn thịt đùi cho nó ngon. Đây, lấy thịt bình thường ra liền. Trời ơi, hồi nãy phải có thịt đùi là cho nó ăn mình nhanh rồi. Bây giờ phải chờ để đây thôi, 33% nữa.
Đã sâu ở phía bên kia các bạn. Thì phía bên này mình uống nước được. Ok. Cá sấu không biết mình ở bên đây đâu. Đấy rồi, chắc là một cục nữa thôi là xong mà. Hồi nãy 33,3% á. Bây giờ 83,3%. Vậy là nhớ lên thêm 50% cho cái cục thịt đùi nữa đó. Vậy là thêm một cục thịt đùi nữa thôi là xong. Em nó trở thành đệ tử của mình. Quá đã luôn. Mà sao nhìn nó giật dữ ra. Kỳ giật nữa các bạn. Nhìn nó kiểu giống phong cách của người Ấn Độ vậy đó các bạn. Đeo vòng vàng tùm lum tùm la trên người hết luôn mà. Thì con cái các bạn. Ồ mà nãy giờ mình vòng vòng đây mình không thấy có con nào khác hết à. Quả có con đực nữa các bạn, mình đem mình lai tạo luôn ha. Người chim này không biết có lai tạo được không nữa. Trong lúc chờ đợi con kia thì lên trên này, à Raptor chết nè. Thử luôn Raptor á. Nãy là mình phát hiện ra cái con đó là đâu đó phía bên đây nè. Thì đâu đó trên này. Về khu vực này là khu vực spawn cho mấy con đó các bạn. Nhưng mà có một con hiếm quá. Dưới này không có rồi, thôi. Đây rồi, em nó cũng đã xong rồi các bạn. Con này thì bấm E vô. À, nó gấp mình lên các bạn. Oh my god. Nó sử dụng hai chân nó gấp mình lên. Vậy là con này không cần sử dụng yên cưỡi luôn. Và nó tên là ha. Đã lên, tìm thử ai. Mình như không có yên cưỡi cho nó rồi. Yên dưới này mà level cao lắm, con này có thể lên cưỡi liền được luôn các bạn. Vậy là không cần yên cưỡi ngon lành. Ủa sao nó không đánh được à? Chuột trái chuột phải gì không có, X C Ctrl Q R O không có luôn các bạn. Vậy là con này hình như là nó chỉ gấp mình di chuyển các bạn chứ tấn công thì không được. Nếu mà tấn công chắc là mình phải ra lệnh cho nó quá. Đâu để cho nó follow mình các bạn. Rồi tìm con gì đó, ví dụ như con kangaroo dưới này chẳng hạn. Đó, đá một phát là chảy máu này các bạn. Con này đánh theo kiểu hiệu ứng chảy máu rồi. Và mình sẽ vô mình cắn phụ luôn. Tham chiến cắn phụ cho nó yếu đi đi. Cho con đợi cho mình nó luyện cấp luôn. Vậy là con này để chiên rồi di chuyển. Ok, hợp lý bay được các bạn. Thay thế cho con bờ te hợp lý nè. Và lùa lùa con kangaroo này nó yếu máu đấy nè. Rồi được rồi đó. Mình sẽ chặn đường cho con kia nó đánh các bạn. Để cho nó luyện cấp. Máu cũng đang tụt tụt xuống nè. Một lần thì 17 đam. Rồi dính cục đá. Rồi luôn, chết luôn. Và nó ăn thịt thì nó hồi máu là các bạn. Y hệt như là con ăn gan luôn á. Đó. Xịn nha. Rồi đây lên phía bên trên này để cho này luôn các bạn. Sẵn về tới căn cứ rồi. Mình sẽ lên cưỡi nó các bạn. Ây da. Sao nó đạp mình dữ luôn rồi. À đây. Đó phải vậy chứ. Đậu xuống thì nó thả mình ra liền các bạn. Đây là người chim hả. Rồi lên cấp nè. 7 điểm hả. Trời. Để con nó tốn stamina không nha. Bay thử một chút xíu đi. Con này chắc phải cộng tốc độ rồi. Rồi nâng tốc độ lên. Con này chuyên người di chuyển nha. Chắc phải nâng tốc độ nhiều nhiều cho em nó. Và tắt đi phần đánh dấu luôn. Rồi, bây giờ có con này thì mình sẽ bay lên trên núi thôi các bạn. Để tìm xem qua trên núi này có mấy cục crystal không anh. Mình đang cần có mấy cục crystal. Làm được cái ống dòm thôi là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mình có thể nhìn được mấy con sinh vật xem coi nó ăn cái gì á. Để thu hoạch cho dễ dàng hơn chứ nãy bắn trong mù lò quá à. Ở trên này con mắt hoa nữa nè. Tối đâu các kiểu ở trên này nữa à. Ôi tối là tối ở trên núi nữa. Mấy con mắt ma này thì tốt nhất không nên chọc ghẹo nó. Ủa có cả người đá đó các bạn. Nhìn thấy phía bên dưới kìa. Người đá golem nữa. Trên này chắc không có crystal rồi. Thường thường mấy con crystal hay xuất hiện trên mấy cái núi đen đen lắm. Cho nên sẽ lượn qua bên hồ núi luôn ha. Thăm qua hồ núi luôn. Stamina của nó bắt đầu cũng tuột xuống dần dần. Bạn có vẻ như hơi tốn stamina đó. Cho nên là cho nó lên thêm chút stamina đây. 2 điểm thôi. Còn phần còn lại thì do tốc độ các bạn. Để di chuyển cho nhanh hơn. Em nó cũng đã có thịt trong này rồi. Từ từ em nó cũng sẽ tự ăn vô. Ở trên này đó. Khu vực trên này núi các bạn có rồng nè, rồng ở phía bên dưới nữa. Rồng các kiểu. Rồi mình sẽ tìm cách để mình lén lén qua mấy con rồng nha. Trong series thế giới rồng cho nên là rồng xuất hiện cũng nhiều lắm. Có cả con quỷ cano nữa nè. Trên núi bắt đầu xuất hiện nhiều những sinh vật nguy hiểm hơn. Và có mấy cục muối rồi đó. Và mình nhìn thấy có gì vậy? Có hiệu ứng gì đó ghê ghê lắm nha. Hiệu ứng hắc ám ở đâu đó gần gần đây. Trên này, à đây 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 có crystal rồi đó các bạn. Có obsidian rồi các kiểu ha. Gần mấy con homie quá vậy. Ôi rồi, thấy có một con rồng rồi đó. Có tấn công mình không vậy? Rồi nó bay lên phía bên trên, nó phun lửa các kiểu ở phía bên dưới kìa, nhìn ghê lắm. Nó bảo vệ cái mỏ crystal phía bên dưới à. Ôi nó hí lên các bạn. Nó hú vang dội một góc trời luôn mà. Không biết mình lên mình đào chậm được không á. Mình có sẵn cái cuốc các bạn, đáp xuống mình đào vài cái mình chạy liền luôn á. Thật là nhanh làm thật là nhanh gọn nè. Thật là nhanh hoặc là gọn.
Đây đây đây, thao tác chuyên nghiệp, thao tác chuyên nghiệp vô. Đúng rồi, đúng rồi, 18 cục rồi. Đó, giọt. Hay là nên nghiến nghiến con rồng chút xíu. Con này giống 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 con rồng vanilla quá vậy. Còn con dưới này nhìn lạ nè các bạn. Đó. Chào, tập trước tò mò mà chết rồi, hôm nay vẫn tò mò nữa các bạn. Ui, nó hí vậy, thôi. Không nên liều mạng như tập trước đó ha. Ở tập đầu tiên thì mình chưa có gì cho nên là liều mạng được, chứ còn bây giờ mình liều chết con này thì uổng lắm công sức bắt nãy giờ luôn á. Rất là cực. Và dưới này có con rồng con nữa này các bạn. Một con rồng con. Con rồng này hình như kích thước nhỏ thôi à. Nó kế bên một cái ngôi đền. Ôi chà, mình có được zip tờ mình chế tạo cái ống dầm được chưa không biết nữa. À, mai lát trong này một phát các bạn. Đây. Bài lát trong này thì đã được luôn nè. Ok. Để cho con rồng mình nó ăn cái gì đây. Rồng nhỏ nhỏ này nhìn có vẻ như dễ à. Mục tiêu của mình dễ nè. Rồi nó ăn 8 cái bánh kem các bạn và tem theo kiểu bát siêu à. Trời ơi con rồng tem theo kiểu bát siêu sợ ghê luôn á. Mấy con tem theo kiểu bát siêu căng lắm luôn á. Tem theo bát siêu phải gìn gìn như cho nó ăn, mấy con rồng này thì đâu có hiện được. Nguy hiểm lắm. Bánh kem nữa chứ, phải chế tạo bánh kem nữa. Và sẵn mình lên phía bên trên bạn, bây giờ có cái ống dòm rồi. Lên trên mình nghiến nghiến xem có con rồng quỷ bên đây nó ăn cái gì đây. Mình nhìn nó đáng sợ lắm. Oni đâu hả? Nó đâu rồi không biết nữa. Là cao cao một chút đi. À đây 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 đây. Còn trên này à thuộc dạng nốt tem các bạn, nó giống như kiểu mini mini boss rồi, nó không cho mình tem. Level 240 luôn hả? Chú đam nó nhìn khủng khiếp quá. Con đó sau này mình mạnh lên chắc là sẽ lên cho nó để mình đánh nó thôi. Dưới này có mấy con rồng nữa nè các bạn. Rồng noi hả? Ồ, rồng noi nó tem theo kiểu KO các bạn. Tem theo kiểu KO và nó cần ăn bánh kem với lại thịt 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 thối thôi là được. Ôi, con rồng noi này tính ra dễ nè các bạn. Con này chắc phải có súng lưới hoặc là làm bẫy á, nhớ nó lại sẽ hợp lý hơn. Mắt ma này cũng tem theo kiểu bát siêu luôn các bạn, 100.000 máu hả? Trời ơi khủng khiếp quá vậy. Ăn mutagen, ăn cái gacha crypto với lại ăn sung vua rồi nó ăn tùm lum tùm la hết các bạn. Nó ăn liên quan tới những cái khoáng sản nha, element crypto rồi cái kiểu nè. Mình sẽ đi về một chỗ nào đó kiểu như nó bằng phẳng các bạn, thứ nhất là bằng phẳng, thứ hai là có nguồn nước, thứ ba là phải đẹp đẹp một chút. Đẹp đẹp thì chắc là cũng phụ thôi, quan trọng là bằng phẳng các bạn, với là có nước ha, nó là dễ dễ xây dựng sau này thôi là ok. Gia này mình thấy trên cao nè, trên này có mấy con raptor kìa. Và mấy mỏm đá này chắc là nó cũng sẽ bằng phẳng hơn. Đó 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 đó, nhìn phía bên trên đây bạn. Hồi nãy mình thấy bằng phẳng nè. Trên này có thêm một cái tàn tích nữa. Có bột luôn. Bên đây không biết có nước không đây. Nhưng mà sống ở trên này thì lại không có nguồn nước các bạn. Sống ở dưới thì nó lô chô lẩm chẩm quá ha. Bên này sa mạc rồi ha. Qua bên sa mạc thì chói mắt lắm. Bên đây, ôi, phía bên đây có cái giếng nước rồi các bạn. Giếng nước này lấy nước rồi xây dựng căn cứ ở phía bên đây chỗ này nè các bạn, nó cũng tương đối bằng phẳng nè. Xây dựng một căn nhà nhỏ ở trên này có cái view phía bên dưới cũng được ghê chứ. Hợp lý nha. Phía bên đây thì có cái đường để đi lên đi xuống ha, có thể lên trên núi phía bên kia được luôn nữa nè. Bên đây có mấy con bọ ngựa nữa nè. Bọ ngựa này săn mấy con này rồi sau đó lấy polymer các bạn làm thành mấy cái bàn di chuyển luôn cũng được, chỗ này tiện ghê á. Còn phía đây có mấy con patates nữa nè, mấy con test nhiều. Bên đây không có nhiều rồng như phía bên kia ha, bên kia nhiều rồng quá. Bên đây cũng ít hơn cũng được. Đây, mục tiêu của mình sắp tới các bạn, vậy là phải chuyển lên phía bên trên này để sinh sống ha. Pha mấy con bọ ngựa làm bàn dịch chuyển, kéo mấy con đệ của mình lên trên này luôn là hợp lý rồi. Đó, trên này có mấy cái cây nhìn cũng đẹp lắm các bạn, nhìn rất là chi tiết trong cái map lần này luôn á. Ổn ổn đó nha. Vậy là sắp tới mình chỉ cần chuyển đồ lên trên này thôi các bạn, chuyển mấy con đệ tử của mình lên trên này là ok. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn thì mình đã bắt được một con raptor ha, với là một con người chim các bạn, nửa người nửa chim nè, với kỹ năng hồi máu đánh chảy máu cái kiểu cũng hay ha, và có thể giúp cho mình di chuyển bay lên bay xuống thay thế cho PvP cũng rất là tiện luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.